Nhưng mà nhìn qua cái số này thì chúng tôi thấy cũng e ngại cái số liệu. Bởi vì cái gì nó cũng giảm, nhưng mà nó lại tăng. À, cho nên là cũng muốn là đề nghị các đồng chí xem có đại tình trạng chưa. Lớn nhất là cái giảm đến cái điểm sản xuất của chúng ta giảm. Rồi trong đó là chúng ta đã mới doanh nghiệp của chúng ta chỉ có đạt có 65% hoạt động. 5.000 mấy doanh nghiệp chúng ta cũng hoạt động nữa. Cái thứ nhất về thu ngân sách á, mặc dù trong báo cáo là tăng so với cùng kỳ, nhưng mà chúng ta là mở ngoặc loại trừ là tiền các quyền sử dụng đất. Thế thì báo cáo với các đồng chí á, là nội dung này là tôi đề nghị trong thu ngân sách là kế hoạch sử dụng đất hàng năm đề nghị là tỉnh phải làm sớm. Mai đến tháng 6 mới có kế hoạch sử dụng đất của năm 2016 thì 6 tháng đầu năm ngồi đấy tất cả các huyện có lẽ là chưa huyện nào thu được tiền cho quyền sử dụng đất, mà bắt đầu đến tháng 8, tháng 9 thì có thu thì mới thu được. Trong cái vấn đề đảm bảo an toàn giao thông ấy, thì tôi thấy là cái phát triển phương tiện giao thông cá nhân của ta tăng rất là nhanh. Có thể nói rằng hơn 1 triệu báo, hơn 1 triệu báo cái tiền về xe máy và cái số lượng ô tô cũng tăng đến hơn 3 hơn rất là nhiều. Sau đấy ở đây thì tôi đề nghị là chúng ta cần phải có cái giải pháp để giảm phương tiện giao thông cá nhân trong cái đồng thành huyện thì chắc chắn là đồng chí biết, đồng chí chủ tịch huyện nói hết, đồng chí biết là từ chủ tịch huyện mà đồng chí ký chủ tịch quân nam còn duy tu lấy tiền mừng ngân sách huyện tí cho nên để sửa đường huyện đồng chí xem bao nhiêu đấy, đồng chí từ cái bài đất đó cầm cái hồi đó để thành thành tựu là thì biết rằng là chi cho cái việc sửa chữa duy tu đường bộ rất khó khăn, nên ngay tỉnh ngành giao thông tham mưu tỉnh để mà nợ tỉnh, đồng chí ở tỉnh rất quyết liệt làm thông những chỗ này thì chúng ta sẽ đi cùng với hệ thống cao tốc của Lào, Việt Nam, Thái Lan và nối ngay lập tức đến Myanmar thì chúng ta sẽ rút ngắn được 10 ngày vận tải. Và báo chí là như chúng ta biết về cái thông tin của vận tải đường biển mỗi năm thì cái lượng hàng hóa đi qua biển đông của chúng ta là khoảng 5.000 tỷ đô. Và nếu chúng ta không được chuyện này chúng ta chỉ đón được khoảng độ 2-3% lượng hàng hóa đi được bằng đường bộ. Đối với các hàng hóa container chẳng hạn thì chúng ta cũng đã được cả 1.000 tỷ đô. Là do ứng dụng khoa học công nghệ kém. Vậy thì tại sao ứng dụng khoa học công nghệ kém? Phải là không có công nghệ cũng không phải. Thành tựu khoa học công nghệ hôm nay đây nó phải là trình độ dân của ta không ứng dụng được cũng không phải. Tôi cho cơ bản nhất không ứng dụng được khoa học công nghệ vẫn là có cái thể chế cơ chế sản xuất công nghiệp máy móc. Mà đã máy mũi nhỏ lẻ thế này thì không bao giờ tải cơ cầu được, không bao giờ phát triển thành nông nghiệp lớn và không thể cạnh tranh sắp tới để hội nhập với TTP, với hội nhập thương mại thế giới được.